Viên uống trắng da DHC 20 viên Nhật Bản. Viên uống trắng da DHC sở hữu làn da trắng hồng không tì vết. Viên uống trắng da DHC là giải pháp giúp bạn có một làn da trắng mịn màng từ bên trong vô cùng an toàn và hiệu quả. Sản phẩm với thành phần chính được chiết xuất từ hạt COIS, một loại hạt du nhập vào Nhật Bản từ khoảng thế kỷ thứ 8. Cùng với chiết xuất từ lúa mạch có khả năng làm trắng da tự nhiên từ bên trong, dưỡng ẩm, làm mềm da và chống lão hóa. Thành phần: chiết xuất lúa mạch, vitamin E, bột giải nén COIX, giáp ong viên. Uống trắng da DHC hoạt động hiệu quả trên da như thế nào? Làm trắng da, bổ sung và dưỡng ẩm cho da, giúp ngăn ngừa hiện tượng khô da và da nứt nẻ. Sau khi sử dụng sản phẩm này, bạn sẽ có một làn da trắng hồng và mịn màng như da em bé. Bổ sung các dưỡng chất cho da như vitamin E, vitamin B1, B12, acid linoleic, acid palmitic, acid stearic, acid CES 8 ốc tadeoic giúp làm mềm và giữ ẩm. Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa da, loại bỏ các vết thâm đen. Hướng dẫn sử dụng: mỗi ngày một viên uống vào buổi tối trước khi ngủ. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh những nơi ẩm ướt. Tránh để sản phẩm ở những nơi có nhiệt độ cao và ánh nắng mặt trời. Để xa tầm tay trẻ em. Sau tác dụng của sản phẩm nhanh hay chậm tùy thuộc tình trạng cơ địa của từng người.